sau khi xe đá vừa chở thì có thể là ngày mai là mình sẽ tiến hành dựng ngôi nhà ở đây nhé các bạn nhé. Hai ngày vừa rồi thì mình vừa mới san xong cái mặt bằng, gần xong cái mặt bằng rồi các bạn. Đây có một ụ đất đây nữa, mình cần san nốt chỗ này nữa là có thể làm bằng rồi cán nền nhé các bạn nhé. Rất là mệt. Đây con chó của mình đang nuôi, nó vẫn rất tích cực đi tìm sâu bọ bắt, và thật sự là nhiều khi nó rất là vướng nha các bạn nhé. Nhiều khi là mình bị nó làm cản trở công việc rất là nhiều, nhưng mà không sao, có nó thì thêm vui nha các bạn nhé. Đấy, chỗ này là mình sẽ dựng một căn nhà gỗ như các bạn thấy ở phía trước kia. Đây là cái đống gỗ mình đã mua từ một nơi khác về. Cái này toàn là bộ là gỗ cũ và mình sẽ tái chế lại làm ngôi nhà. Và làm một ngôi nhà lên thì chúng ta sẽ cần là những cái viên đá này để kê cột, để kê cột nhà nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần mái lợp cũ và gỗ cũ mà mình đã mua về nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây, đây là cái phần gỗ cũ, gỗ cũ mình đã mua về, mua giá rất là rẻ nhé các bạn. Nếu mà tính ra thì nó chưa tới 1.000 đô nhé bạn nhé, chưa tới 1.000 đô cho cái phần gỗ này và phần mái. Đây là cái phần mái lợp bên trên căn nhà nha các bạn nhé, toàn bộ là phần ngói cũ, mái lợp cũ đó. Các bạn nhớ theo dõi kênh để xem cái quy trình làm một căn nhà gỗ và cách lợp từng viên ngói ra làm sao nhé các bạn nhé. Hay đón xem những cái số tiếp theo của mình. Điều đặc biệt ở cái mảnh đất của tôi chuẩn bị làm nhà thì nó có 3 bụi tre cạnh một con suối. Suối rất đẹp nha các bạn nhé. Suối đá, suối này có rất nhiều đá. Sắp tới thì tôi cũng phải tiến hành là dọn bớt những cái cành gai của cái bụi tre đi này, cành gai của bụi tre đi. Ok, giờ chúng ta sẽ xuống xem con suối nó đẹp đến như thế nào đấy các bạn nhé. Đây, mình đang đi xuống suối. Cái suối này có rất là nhiều đá, và đá này người ta gọi là đá mồ côi, đá cuội nhé các bạn nhé. Ở Việt Nam gọi là đá cuội. Ngày qua mới mưa xong nên là nước vẫn còn nhiều nhỉ. Đó các bạn thấy không? Đây tôi sẽ làm một số cái chòi để chúng ta có thể ai tới ngồi để nhậu khu vực này. Đây khu vực này đây có đá, rất là nhiều đá đẹp nhé mọi người nhé. Ở đây cũng có rất là nhiều rác, tôi phải mất có lẽ mất là 1 đến 2 ngày để đi dọn các cái rác mà bám trên cái cây tre này các bạn nhé. Khi mà suối mà mưa lớn thì cái lượng rác, cái lượng nước nó lên cao thì rác nó bám vào trên các cái cành tre này nhiều. Đây. Các bạn thấy không? Rất là nhiều. Bây giờ thì tôi tiến hành cào đất ra cho nó thành một cái mặt phẳng. Và sẽ có thể là ngày mai sẽ bắt đầu dựng nhà nhé các bạn nhé. Ngày mai sẽ bắt đầu dựng nhà. Đây, còn cái đống đất nhỏ này nữa là xong. Buổi chiều nay chắc là xong. Còn cái đống đất này nữa mình cào ra lốt là mình sẽ đi đánh cái mặt bằng của cái nền này. Mặt bằng của cái nền này. Đây là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5
Chiều dài sẽ là 5 mét nha các bạn nhé. Còn chiều rộng đây là 7 mét. Rồi, mình sẽ đào tiếp tục để cho chiều nay là hoàn thành nốt cái nền nhà. Đây, ngày mai trồng đá lên để lắp cột. Rồi, con cún của mình đâu rồi? Ki. Rồi, nó lại chạy đi đâu chơi rồi mọi người ơi. Đâu mất rồi. Ki. À, ra đây nó nằm các bạn ơi. Cứ tưởng nó đi đâu rồi, nó rất là bé nên nhiều khi là bị lấp trong cái đống cỏ này không thấy được. Đây, bé quá, nhiều khi là không thấy được nó nằm ở đâu. Mọi hôm là mình đeo cho nó cái sợi vòng xích có cái chuông ở đây, nhưng mà nó nghịch quá, nó tháo cái sợi chuông ra rồi nên bây giờ nó chạy đi đâu mình không biết đâu. Ở đây mình sẽ dựng cho con cún tai dài của mình một chiếc chuồng xinh nhé các bạn nhé. Hãy đón xem những cái số tiếp theo của mình. Mình sẽ làm cho cún chó loang tai dài để một chiếc chuồng thật là xinh. Nào rồi. Ai mà chui vào đây nhỉ? Ui giời ơi. Chui vào đây nhá. Mũ mà sao bị vào đất gì? Cái đất này là mới múc từ dưới vườn lên các bạn nha, nên là nó xốp thì cũng rất là dễ cuốc và cào. Mỗi điều là nó nhiều thôi, chứ thật ra nó rất là dễ cuốc, dễ cào. Chiều nay là mình xong cái đống này. Chỗ nào mà ở xa quá thì mình dùng xẻng nhé các bạn nhé. Bây giờ chỗ này ở xa quá mình không kéo đất được ra thì mình cái xẻng mình xúc ra. Đây mình xúc ra, xẻng mình xúc ra, xúc vào những cái chỗ nó trũng. Qua trời mưa nên đất này nó bị dính, nó hơi bị nặng, đất nó bị nặng hơn. Đây nha mọi người nhé, đây là những dụng cụ mình cuốc đất, búc đất, săn nền nha các bạn nhé. Các bạn ở nước các bạn gọi cái này là cái gì? Ở nước tôi nó gọi là cái xẻng nha các bạn. Thì hôm qua là trời mưa nên là cái mưa nó xuống nó ngấm làm cái đất nó bị dính vào với nhau. Rất khó để xúc nha các bạn. Rất khó để xúc vào cuốc. Đây tôi phải đang lấy con dao lớn này để cào cái đất nó bám trên cái bề mặt này đi. Bắt đầu tiếp tục xúc đất được. Tiếp nha các bạn. Đây là cái cuốc. Cuốc nó có bị dính nhiều lắm. Hôm nay là buổi chiều ngày hôm nay thì trời nó cũng mát. Ít gió nhưng mà trời cũng mát, cũng dễ làm các bạn. Cũng gần xong rồi các bạn. Còn cái đống đất nhỏ này nữa thôi mới xong, là tôi sẽ san cho nó bằng cái mặt phẳng này luôn. Diện tích nó khoảng 35 mét vuông nha các bạn nhé, nhà gỗ dựng lên khoảng 35 mét vuông. À, không hiểu sao con chó con này nó ngủ một ngày rất là nhiều nhé các bạn nhé. Mình tính lên thì nó ngủ khoảng 20 tiếng ấy, 20 tiếng ngủ, còn nó 8 tiếng là nó chơi tỉnh, nó ngủ rất là ngoan. Nhưng mà khi nó tỉnh thì nó rất là nghịch ngợm,
rất là nghịch ngợm như các bạn, nó cắn xé rồi nó phá phách, nhiều khi là không biết nó lớn lên sao nhưng mà lúc nhỏ là cũng thấy rất là phá. Trời cũng sắp chiều rồi các bạn nhé, cho các bạn xem không gian buổi chiều ở đây. Ở đây thì nó không có nhiều xe cộ, không có gần đường lớn nên là không gian ở đây rất yên tĩnh. Đặc biệt nữa là vì sao mình nuôi những cái loài vật như chó này thì nó rất là an toàn nhé các bạn nhé. Nó có cái không gian chơi riêng của nó, tránh gần đường lớn. Nhiều khi là có những tên trộm chó là cũng bắt chó các bạn nhé. Nên là nuôi chó nuôi mèo ở khu vực này rất là phù hợp nhé các bạn. Đó, nuôi những loài động vật ở đây thì nó rất là yên bình, rất là thoải mái.